Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin chúc quý ông bà cô chú cùng các bạn là thật nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay là Thái đến cái khu vực là Bình Chánh 2, ấp Bình Chánh 2, cái chỗ là chú Mừ là làm từ thiện thuốc nam. Thì do là mình nhờ chú Mừ các cô chú là vô những cái phần thuốc xong cho bà con thì Bình Dương. Thì hôm nay thì Thái cũng sẽ làm một chuyến là đi Bình Dương nữa, là được cái sự hỗ trợ của quý Phật tử ở Úc là cúng dường cho bà con ở Bình Dương là 300 phần quà. Thì 300 phần quà hôm nay nó trị giá là 77 triệu, trong đó là có thuốc xong, có là gạo và nhu yếu phẩm, đặc biệt là 30 thùng sữa nha cô chú anh chị, là của các cô Phật tử ở Úc gửi tặng cho bà con Bình Dương. Thì hiện giờ thì mình đã có mặt tại nhà ông Mừ rồi. Thì giờ này là khoảng 10 giờ, thì khoảng 4 giờ thì mình sẽ lên xe các phần này. Thì trong đây là các cô là đang chuẩn bị là vô bọc, là mình chuẩn bị là mình lên xe, rồi cái mình đem về, rồi mình mới chắc lên xe xe khác để đi Bình Dương nha. Thì hiện giờ thì chú Mừ là đang cuột những cái bó xả lại đây. Đó, thì hôm nay thì mình lên Bình Dương thì cũng có một số bà con cô bác người ta cũng ủng hộ là cho một mớ xả. Thì đây dư được 100 kg xả, là cái xả này là mình để ở ngoài mình cho riêng nha. Cái này là bà con ở đây ở đây là ủng hộ, nó gồm là xả, nó chú Mừ đang cột, nó xả là bà con ở đây người ta có chồng đó cô chú, rồi mình có chuyến xe đi Bình Dương á là người ta gỡ lên là hỗ trợ tiếp, nó là kết hợp chung với cái phần quà của các cô ở bên các cô Phật tử ở bên Úc là cúng dường. Thì đây là những cái xả đây nó. Thì ông Mừ thì ở trong đây thì làm từ thiện đó, thì người ta biết đến ông Mừ nhiều, thì bà con cũng cho những cái phần xả nè cô chú, để sẵn vậy hãy mà có cái chuyến đi Bình Dương thì mình kết hợp. Nó là bây giờ tất nhiên là xả là mình không còn mua nữa, là được bà con hỗ trợ rồi, là tốn đỡ tiền xả nhiều lắm. Một ký xả hiện giờ ở đây người ta bán là khoảng 3-4 ngàn một ký. Thì 100 kg mà nếu như mà mình lên hôm nay á, là nếu như mình tính tiền xả là nó khoảng 1,2 triệu đó cô chú anh chị. 300 phần, tất nhiên là 300 cái xả là khoảng 1,2 triệu, với 100 cái xả mình lên buộc ở ngoài nữa là nó có thể là nó 1,6 triệu tiền xả. Nhưng mà cái tiền xả này bà con cho thì mình đỡ tốn đó. Bây giờ bà con đó, mà mình có trả tiền thì bà con cũng không lấy nữa, tại vì cái tâm của người ta muốn gỡ một phần nào đó cho con em ở Bình Dương của họ, hay là cho những người mà khó khăn ở trên Bình Dương. Thì xả này hiện giờ trên Bình Dương rất là mắc, mình nghe nói là một ký mua cả 100 ngàn mà mua không được nữa đó cô chú anh chị. Thì ở đây là các cô chú là bắt đầu là đang làm đó. Thì vô được bao nhiêu đây rồi đó, vô được bao nhiêu đây là bao nhiêu phần rồi hả? Vô nhiêu phần rồi Tuấn Tư hả? Bác Tư chưa biết nữa hả? Có đếm chưa? Hết trơn, xả này mới được 300 nha. Dạ rồi, cảm ơn các cô nhiều lắm nha. Bữa nào cũng vậy hết. Thì bên đây là chanh. Thì chanh á, thì hôm trước thì mình mua nha cô chú, thì hôm nay á, cũng không cần phải mua nữa. Chanh này cũng được là bà con người ta cho luôn. Chanh này á, thì nó hay hơn là cái chanh giấy kia, nó vỏ nó dày, mình xông nó hay hơn. Nó rừng, thì rừng này á, bắt buộc mình phải mua. Rừng này hiện giờ á, thì mình mua là 15 ngàn một ký. Nó thì hôm nay á, mình lên một cái phần quà này đi Bình Dương nữa là nó có trị giá là tới 77 triệu là tiền sữa, trong đó là 9 triệu tiền sữa, 30 thùng sữa đó. Dạ. Thì tùy duyên đến đâu thì hưởng đến đó. Duyên chờ duyên ở trong ông Mừ này có thì ai cũng ở đây, người ta cũng ai cũng có, là cái phước ta có. Dạ. Nó thì chặt ra vậy nha cô chú. Gom vô hết. Thì những cái phần thuốc xong này thì gồm có là cũng như lần trước á, chanh, gừng, đặc biệt là lá ổi với lá bưởi. Lá ổi với lá bưởi này hiện giờ là rất là hiếm nha cô chú anh chị. Là thêm một chai dầu nữa đây. Nó thì chai dầu này nó có cái giá là hiện giờ đó là nó 18-20 ngàn một chai. Thì chuyến này á, là lên là 300 phần quà, thì rồi 300 bịch xong này, 300 phần rau củ cải, 300 phần rau củ, rồi thêm là 300 phần gạo nữa. Thì các cô là đi một chuyến này là mình tính tổng cộng chi phí là tiền xe luôn là tổng cộng là 77 triệu. Đó, thì một chút nữa xong cái này rồi mình sẽ lên xe nha. Nó còn như là gừng, chanh,
mà dư thì mình sẽ kết hợp với cái phần xả này luôn, chanh gừng xả là dư đó, là mình kết hợp với cái phần xả này, dư bao nhiêu thì mình sẽ gom hết lên cho bà con ở trên chảnh. Tại vì hiện giờ thì ở dưới đây thì mình những cái phần này nó dư nhưng mà trên chảnh không có nha. Dạ thì hiện giờ thì các cô chú anh chị là lên muốn gọi rồi nha. Thì đây là những cái phần thuốc thì chú Mười bữa nay rút kinh nghiệm của những lần trước là tới giờ chú Mười mới vô bọc đặng là cho nó tươi, nó không có bị hư bà con. Đó thì hôm trước thì mình cũng có nói là với mấy cô chú, tất nhiên là các cô chú anh chị ở đây làm rất là cực khổ, nhưng mà các cô chú có gửi về một số tiền là để là gửi cho các cô, nhưng mà mình nói thôi cũng một số người lấy một số người không lấy, thì mình sẽ dùng cái phương thức này nha cô chú anh chị. Chẳng hạn như mình đi vô thì mình mua một số rau củ quả, đây là bầu bí hay là dưa nụ hay là một số rau củ khác là để cho bà con, thì bà con chia nhau về ăn là cũng đã vui lòng rồi, là giúp đỡ được cho rất là nhiều người đó. Đó, cho nên là mình cũng có gỡ một số phần rau củ quả cho các cô nha. Đây là bà Mười, là cũng là cái người là ở trong đây, là vợ ông Mười là làm thuốc nam, là đại diện, là kêu gọi bà con ở đây. Nói chung ra bà con ở đây cũng không cần phải kêu gọi, tất nhiên là người ta thấy làm là người ta tự lợi, người ta làm tiếp mình rồi hả bà Mười. Dạ dạ. Thì ở đây thì bây giờ là còn một số chanh này với một số gừng thì mình sẽ chuyển lên luôn. Đem theo luôn. Dạ đem lên hết luôn, chứ mình để đây 2-3 ngày sau nó sẽ hư. Dạ dạ. Đó thì chia cho bà con. Dạ, cái nguyên chờ lỡ ha. Dạ. Rồi bây giờ ở đây thì xin cảm ơn bà con của bác hết nha. Rồi, xin cảm ơn ông Mừ luôn. Thì bây giờ chiếc xe mình đã xong rồi, thì mình sẽ chuyển về ngoài, đặng là mình kết hợp với là rau củ mình cuột chung một bọc là gửi cho bà con nha. Đó thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi với mình về nhà, đang chuẩn bị là xuống quà, rồi mình sẽ kết hợp với rau củ quả đặng chuyển đi Bình Dương nha. Thì một lần nữa mà mình cũng xin nhắc lại là cái phần quà này là của các cô nhóm Phật tử ở Úc cúng dường cho bà con ở Bình Dương. Cũng xin thành thật là cảm ơn là các cô ở Úc rất là nhiều. Dạ thì bây giờ hiện giờ mình đã về tới nhà rồi nha. Thì những cái phần rau củ, những cái phần thuốc xong này là mình nhờ ông Mừ, đội từ thiện của chú Mừ làm giùm. Thì trong đây nó có là chanh, xả, rừng, lá bưởi, lá ổi và một chai dầu gió. Đây thì mỗi phần đều như vậy hết nha. Thì cái này là 300 phần thì là được là nhóm Phật tử ở Úc là cúng dường cho bà con ở Bình Dương. Đó thì bây giờ mình chuyển xuống, mình gia đình mình chuyển xuống. Tại giờ này là các anh chị đó chưa có hay cô chú, thì anh chị hay là anh chị lợi nhiều lắm, cho nên cái phần này nó cũng nhẹ, nó khoảng 1 tấn à. Thì mình xuống trước rồi một chút nữa đồ nhiều về đó thì mình sẽ điện mình hú là các cô chú anh chị đó lợi nhiều lắm. Thì cái phần này thì thường ngày thì mình chắc ở đây là để là một chút nữa đó, cái phần rau củ vô á mình bỏ trong cái bọc, rồi mình sẽ bỏ cái này vô luôn. Thì trong đây là có giấy hướng dẫn đồ đầy đủ hết cho bà con. Chiếc xe hôm nay là quá êm mà phải không chú? Êm quá. Quá êm rồi. Cũng một lần nữa cũng xin là cảm ơn là cô Huệ Hương đã hỗ trợ được 10 triệu đang là thay vỏ, thay nhớt, rồi tiền dầu cho chú chạy hàng ngày luôn á. Chạy 5 ngày 1 triệu tiền dầu đó ha. À, trung bình là một ngày là khoảng 200 ngàn tiền dầu nha cô chú. Đổ. Tuôn. Dạ thì hiện giờ là mình xuống gần hết rồi nha cô chú anh chị. Thì mình xuống hết phần này thì mình sẽ một số xe rau củ người ta sẽ chạy xuống tới đây, mình sẽ xuống nữa rồi mình sẽ phân ra là để là chuẩn bị là 4 giờ chiều là mình sẽ lên xe tiến về Bình Dương nha cô chú anh chị. Thì bây giờ là tiếp tục là đi tiếp, mình sẽ đi là chở gạo trên nhà cơm chú khác, cháu khác. Các bạn hiện thấy đang có mặt là tại cơm chay miễn phí
ngay chợ Châu Phú nha cô chú anh chị. Thì Thái xin chúc là quý ông bà cô chú cùng với các bạn là thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Thái vẫn tiếp tục công việc của Thái là nhờ chú Sáu là mua những cái phần của Mạnh Thường Quân, nhờ mình là hỗ trợ cho Bình Dương nha. Thì hôm nay là có một nhóm Phật tử ở Úc là cúng dường lên Bình Dương 300 phần quà. Thì hôm nay mình nhờ chú Sáu là mua giúp mình là 300 phần quà này. Thì 300 phần quà này gồm có gạo, rồi nhu yếu phẩm, rồi rau củ quả. Thì tổng cái giá trị của phần quà này tính luôn tiền chi phí xe cộ là 77 triệu đồng nha cô chú anh chị, là chuyển lên cho bà con Bình Dương. Thì hiện giờ thì các chú là bắt đầu là chuẩn bị chuyển lên xe, đang là chuyển đi Bình Dương. À, thì ở trên đây á, thì mình nhờ chú Sáu mua với cái giá là nó rẻ hơn các chỗ khác. Đây là gạo, thì hôm nay á, thì 300 phần quà thì nó có là 280 phần gạo và 300 phần là 300 phần là gồm nhu yếu phẩm là nước tương, chao, đường. Nó thì là 300 phần quà nhưng mà 280 phần gạo, tại vì các cô đó là chỉ muốn là riêng đặc biệt của các cô để là hỗ trợ cho bà con Bình Dương thôi, cho nên là chỉ có 280 phần gạo nhưng mà tới 300 phần quà thì là các cô muốn riêng, thành ra mình không có bổ sung thêm. Nếu như mình bổ sung thêm 20 phần gạo nữa thì mình nói với chú Sáu thì chú Sáu cũng có thể bổ sung thêm được nha cô chú anh chị. Nhưng mà vì lý do là riêng đặc biệt của các cô muốn làm riêng cho nên là mình mới là làm riêng cho các cô, là theo ý của các cô như là 280 phần gạo. Tất nhiên là phần gạo này đó, nó có trị giá đó là nó là 16 triệu. Nó 16 triệu 18 triệu chứ sao? 16 triệu. Đặng là chích ra do là cái phần ở trên Bình Dương á, thì nhu yếu phẩm á, thì họ cần, nhưng mà gạo này thì mình cũng nghe các em ở trên đó nói là gạo á, thì có thể là đủ rồi, nhưng mà thiếu là nhu yếu phẩm với là rau củ thôi. Cho nên là các cô chức ra để là các cô gỡ qua là phần rau củ quả với nhu yếu phẩm. Nó thì bây giờ là nhu yếu phẩm chuẩn bị trong đây là gồm có đây: chao, đường với là nước tương. Đó là mình về với mình kết hợp với là những cái phần rau củ quả nữa. Là xong một chuyến xe, chuyến này là một lần này là khoảng là 4 tấn nữa. Chuyến xe chuyến này là lên Bình Dương 4 tấn nữa là gửi cho bà con ở trển nha cô chú anh chị. Thì đây là các cô là làm sẵn giúp mình hết đây. Cái này á, là chú Sáu mua về là từ bọc đường, từ keo trao, rồi từ chai nước tương, rồi mới phân ra từng bọc như vậy. À, đặng là gỡ lên cho bà con. Thì bây giờ bắt đầu là mình với các chú là chuẩn bị lên nha. Cái này là 300 phần đấy. Thì lúc nãy mình cũng đã đi vô trong chú Mừ, mình nhờ chú Mừ là chuẩn bị sẵn cho mình là 300 phần thuốc xong. Chú Mừ làm cũng có dư hơn 300 phần thuốc xong nha. Đó. Thì ở đây được một cái là bà con mà tình thương mến thương với hai nữa, Thái cũng nhờ được như là những người như chú Mừ với chú Sáu là giúp đỡ tiếp mình. Và tất nhiên là các chú giúp công tiếp, nó là như chẳng hạn như bên là thuốc xong thì chú Mừ là đi kiếm lá ổi, đi kiếm lá bưởi, rồi xả thì bà con cho, thì mình chỉ tốn là rừng với chanh. Nó thì nó cũng đỡ một phần chi phí nào để là hỗ trợ cho Bình Dương. Còn ở đây thì chú Sáu là mua chao, mua tương, mua nước tương, mua đường. Thì cũng với cái giá là chú Sáu quen biết ở đây nhiều, cũng là sử dụng là người ta bán với cái giá từ thiện, cho nên nó cũng rẻ được chút đỉnh hay chú Sáu? Dạ, dạ. Dạ, thì mỗi một phần như vậy thì nó giảm bớt lại một chút chi phí, một chút chi phí. Để là mình có thể như những cái phần này của cô, của chú nói là 77 triệu là tính từ ban đầu. Nhưng mà các cô chú anh chị có tiếp thêm các cô chú anh chị bớt là một phần 1.000, 2.000 thì nó cũng dư ra, mình cũng cố gắng mình gom góp lại rằng mình làm một chuyến, hai chuyến nữa cho Bình Dương. Tại vì bây giờ cái dùng ở trên trển hiện giờ là rất là khó khăn luôn hả chú Sáu? Dạ, tại vì mình cũng các chú các bác ở đây cũng có con em họ ở Bình Dương á, cũng có cái sự khó khăn thì họ cứ gỡ lên không biết là có đến được con em của họ không, nhưng mà một phần đóng góp cho Bình Dương thì họ cũng rất là mừng hả chú Sáu? Dạ, dạ. Thì bây giờ mình sẽ lên những phần này đi chú Sáu ơi. Dạ. Dạ. Rồi hết rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ là lên gạo chắc lên. Cái này chắc cũng dễ dễ đi, chắc lên đi, về mình còn xuống nữa. À, cũng dễ chắc lên đi. Thì hôm nay á, thì các anh á, thì một bao gạo này á, 10 kg. Mình đặt trước 10 kg. Nhưng mà do là các cô kêu là đổi lại 5 kg rồi, cho nên là bắt buộc là mình phải là xớt ra như vậy.
đặng là cho nó đủ phần, thì cột miệng như vậy thì nó chắc hơn, nó không có đổ như hôm trước nữa. Cái này cho mấy cô xách ra tiếp được không? Được, được, thoải mái, thoải mái. Các cô mang khẩu trang xách ra tiếp là ok. Lên đây luôn, lên đây luôn. Còn một chục thùng sữa nữa đó nha. Thùng sữa để trên giá. Thùng sữa để trước đi. Mỏi chưa? Mỏi chưa? Đeo khẩu trang vô. Kéo lên. Trời ơi, quay phim mà không chịu kéo lên vậy trơn. Không quay phim cũng kéo, mà có quay phim cũng kéo. Nó chơi cho vui nghe cô chú anh chị, chứ cho anh này anh vui lắm, anh vui vẻ lắm. Anh về nhà anh sợ bả. Anh sợ bả. Để chú gom hết trơn ghế cho con. Nhỏ, gom ghế làm chi chú? Để cho ở dưới tao thấy là cần xài ghế đó. Vậy đó. Phải có xài nha. Sao chú biết hay vậy? Thấy ở dưới quay cái clip thấy gom thiệt. Để thì mình đây mình có cây có cối mình đóng khác. Thôi con lấy hai cái xài lớn rồi chú ơi. Không, lấy xe nhỏ. Con lấy hai xe lớn nè. Xe lớn mà nhiều lắm mà. Dạ, tại vì chú Sáu cũng có coi clip, cũng thấy mấy chị ở dưới là ngồi dưới đất không đó không? Ngồi dưới gạch không đó ha. Dạ. Dạ, dạ. Chung hết á, chung hết á, lên hết luôn đi. Chung hết á. Toàn bộ. Chú Sáu mua bọc sao hay quá, bọc mỏng dánh nè. Sữa làm trên gạo luôn. Dạ. Dạ. Thì gồm có là 300 phần quà này nha cô chú. Rồi dưới là thêm là 30 thùng sữa nữa. 30 thùng sữa nữa nha. Cho nên là cái phần quà này nói chung ra là phần quà VIP luôn, phần quà chất lượng luôn. Nè. Lấy hết luôn. Hết luôn á. Chị dữ rồi chú Sáu ơi, chú Sáu. Chị dữ rồi. Thôi con lấy bà cái mới à, con không có lấy cái cũ. Con lấy bà cái mới à. Con đem cái cũ này về dưới đi, đặng cái nhà cơ mình hết ghế là mình mới đóng cái ghế mới được. Vậy đó, mình báo là hết ghế mới có người đóng cho mình ha. Dạ đó. Dạ dạ. Cái nhà đóng cho mình. Mới thì xài đồ mới, không quà đồ cũ đưa đi hết. Chơi gì kỳ trời. Cho đồ cũ thôi, mở lại mới hả. Cú này. Cú này mà ông bảy ông dặn lên rồi ông không đấm rồi sao ta. Dạ. Vụ này hơi căng này nha. Nhẹ nhẹ tay thôi nha. Chào này ở ngoài khen ăn ngon đó, bởi vì mới gỡ mua. Đây là bốn phần cuối cùng hết rồi đấy. Đó là bốn phần cuối cùng thì mình sẽ về dưới rồi mình sẽ xuống rau nữa. Xuống rau nữa thì mình sẽ chọn những phần rau nữa là bắt đầu là lên xe nha cô chú. Dạ thì bây giờ xe quà mình đã về đến nhà rồi. Cái này là gồm là 300 phần quà. Đây là 300 phần quà. Thì gạo này là 1 tấn 4 là 280 bao. 280 bao, mỗi một bao là 5 kg, là 30 thùng sữa. Thì phần quà này là VIP luôn nghe cô chú anh chị. Thì phần quà này được là nhóm Phật tử ở Úc là cúng dường cho bà con ở trên Bình Dương. Đó. Sữa nhẹ nha, sữa để từ từ thôi. Bây giờ là cả nhà mình cùng với là các anh chị ở đây là xuống nha. Bốn bọc. Mang dép vô cho nó mau. Thôi khỏi dành.
bọc này tại 10 kg mình xớt cả 5 kg. Vậy nó còn tiện hơn nữa. Ở vậy rất là cực khổ, lên rồi xuống rồi lên nữa. Thì hôm nay thì những cái phần quà cũng được bà con ở dưới quê mình cũng hỗ trợ cho một mớ nha. Thì đây là gần đây là dư, tại vì mình chưa có biết là mấy ngày nữa thì mình sẽ đi một chuyến nữa chanh đó. Đây là tiếp tục, đây là xả thì bà con hỗ trợ là thêm là 100 kg nữa, như là lên chảnh đó, bà con nào có muốn nấu uống đó cô chú thì có để là cho bà con nấu uống. Thì đây là những cái phần là thuốc xong thì mình đã có nói rồi, nãy là mình cũng đã có đi lấy lại đó, đi lấy về thì cái những cái phần này là của chú Mừng là vô bọc sẵn giùm mình hết, đặc biệt là lá ổi với lá bưởi rất là khó kiếm nha cô chú anh chị, rất là khó kiếm đó chứ không phải giỡn. Đây là gạo, là 280 phần gạo đó. Cái đến đây là quà thì mỗi một người 2 keo trao, 1 kg đường và 1 chai nước tương đó, tổng cộng là 280 phần. Thì chuyến xe này hôm nay mình đi lên chảnh là khoảng là 4 tấn đồ đó, 4 tấn là rau củ quả rồi quà này, quà rồi gạo, là đặc biệt là có thêm là 30 thùng sữa nữa nha cô chú anh chị. Thì một lần nữa mình cũng xin thay mặt bà con ở Bình Dương là xin cảm ơn là các chị Phật tử ở Úc cúng dường cho Bình Dương là 280 phần quà này nha. Thì video của mình đến đây thì cũng xin phép được kết thúc, và video tiếp theo mình sẽ là xuống rau củ quả để kết hợp với những cái phần quà này rồi chuyển lên xe gửi về cho bà con luôn. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào.